Ngoài việc giảng dạy, chú Cường còn là đại lý phân phối các dụng cụ luyện chữ đẹp của các thương hiệu chính hãng. Chú Cường có rất nhiều sản phẩm, đa dạng về chủng loại, hoàn toàn có thể tư vấn cho quý phụ huynh và các bạn lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với túi tiền và khả năng luyện chữ. Quý phụ huynh và các bạn mua ở đâu cũng vậy, hãy ủng hộ cho chú Cường nha. Xin chào quý phụ huynh và các bạn đến với kênh YouTube Luyện Chữ Đẹp cùng chú Cường. Trong cái video trước thì chú Cường đã hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách cầm bút. Và trong cái video này thì chú Cường sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách lia bút sao cho nó đúng. Lia bút hay còn gọi là rê bút, hay còn gọi là cái cách mà mình di chuyển cái ngòi bút. Cái lia bút này á, nó có tác dụng gì? Thứ nhất là nó sẽ làm cho cái nét chữ hoặc con chữ của mình đẹp hơn so với bình thường, đẹp một cách mượt mà. Vì đôi lúc á, cùng một cây viết đó, các bạn thấy sao người khác viết đẹp quá, còn mình lại viết không có đẹp bằng. Cái nét của mình nó cứ lượn là cái kiểu gì á, mà nó không có sắc sảo giống như người ta. Cái lợi ích thứ hai của việc lia bút đúng đó là nó bảo vệ cái ngòi bút rất là lâu. Bản thân của mình, ví dụ như mình mua bất kỳ một cây bút nào đó, mình có thể xài 1 năm, 2 năm nó chưa hỏng, nó xài mà nó bạc màu luôn mà cái ngòi bút vẫn còn xài tốt. Còn nhiều bạn á, mua một cây bút chỉ trong vài ngày thôi nó bị hư, hoặc là đôi lúc mua xong bơm mực vô viết cái là nó hư liền, đặc biệt là ngòi lá tre. Nếu như các bạn lia bút không đúng, nó sẽ làm cho cái ngòi nó bị chẹo liền, nó không có ra mực, hoặc là ra mực ngắt quãng. Có rất là nhiều phụ huynh chọn những cái dòng bút mắc tiền cho các bé về bơm mực vào, các bé lia bút sai trong vòng 5 đến 10 phút là bắt đầu phụ huynh phản hồi lại liền, là nó tại sao cái bút về bé viết không ra mực, bị hỏng ngòi, bị chẹo ngòi, vân vân. Nhưng mà quý phụ huynh không có hiểu được, đó là do bé đã lia bút sai. Nhưng mà cái ngòi lá tre nó quá dẻo, nó quá mỏng manh. Lia bút sai mà các bé cố gắng tì mạnh hơn nữa thì cái ngòi nó bị hư liền luôn. Lúc đó mình không có khắc phục được nữa, chỉ có thay ngòi thôi. Thì hy vọng cái video này sẽ giúp cho quý phụ huynh biết cái cách để nhắc nhở các bé ở nhà, hoặc là các bạn nào đang luyện chữ đó, sẽ biết cái cách di chuyển cái ngòi bút sao cho nó đúng. Và chính vì cái lia bút đúng này, nó sẽ làm cho các bạn luyện chữ nhanh hơn và viết nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Chú Cường chuyển cái camera qua đây cho cả nhà mình dễ quan sát. Và chú Cường sử dụng hai cây bút, một là cây bút ngòi lá tre cỡ lớn, hai là cây bút ngòi lá tre cỡ nhỏ, để cho cả nhà mình dễ theo dõi. Và trên bàn của chú Cường đây nó có hai cái loại tập, một là cái đường kẻ thẳng đứng, người hay gọi là ô ly đứng, còn cái đường kẻ này là đường kẻ nghiêng, hay còn gọi là vở ô ly nghiêng. Thì cái cách mà cầm bút á, là chú Cường đã hướng dẫn ở cái video trước rồi. Nếu như quý phụ huynh hoặc là các bạn nào chưa xem thì có thể xem lại. Trong cái video này thì chú Cường không có nói về cái cách cầm bút, mà chủ yếu nói về cái cách lia bút thôi. Thói quen của rất là nhiều bạn khi mà cầm cây bút vào và đặt bút viết ở trong cái quyển tập là hay cầm với cái tư thế nó như thế này. Thì chúng ta để ý là cái ngòi bút lúc nào nó cũng chỉa về cái hướng này hết trơn á. Đây, nó sẽ chỉa về cái hướng này. Đây là cái thói quen của rất là nhiều bạn luôn. Dù là ô ly đứng hay là ô ly nghiêng thì cái ngòi bút nó vẫn như thế này, và đặt bút là viết những cái con chữ theo cái chiều như thế này. Thì đây là cái cách lia bút sai. Và chính vì cái cách lia bút sai này, nó sẽ làm cho cái ngòi bút nó dễ hỏng. Và cái cách lia bút á, đúng nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ dựa vào cái đường kẻ của quyển tập. Ví dụ như đây là đường kẻ đứng của quyển tập ô ly đứng. Thì lia bút đúng, chúng ta chỉ cần để làm sao cái ngòi bút của mình nó xuôi chiều theo cái đường kẻ từ trên xuống, và cái ngòi bút của mình nó hướng theo cái chiều này. Trong cái quá trình viết thì mình chỉ cần viết làm sao mà cái ngòi bút của mình nó vẫn hướng cái ngòi theo cái đường kẻ đứng từ trên xuống. Mình chỉ di chuyển cái ngòi bút, đồng thời mình muốn tạo ra nét thanh nét đậm thì mình điều khiển cái lực tay theo cái ý của mình mong muốn, chứ ngòi bút của mình nó không có thay đổi theo cái chiều bên trái hoặc là cái chiều bên phải. Đây là cái tập ô ly đứng thì ngòi bút của mình nó phải xuôi chiều theo đường kẻ từ trên xuống. Các bạn thấy mình để cái ngòi bút nè xuôi chiều theo nè, và nó chỉ di chuyển nó không được xéo qua như thế này nha cả nhà, nó không có được xéo qua như thế này, tại vì nếu xéo như thế này là bị lỗi. Còn đối với tập ô ly nghiêng thì sao? Tập ô ly nghiêng thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Ô ly nghiêng thì cái đường kẻ của mình là đường kẻ nghiêng đi từ trên xuống, thì khi viết mình làm sao mình để cái ngòi của mình nó sẽ
xuôi theo cái đường kẻ nè, nó nghiêng theo cái đường kẻ nè, cũng giống như ô ly đứng, là mình điều khiển cái lực tay để nó tạo ra nét thanh và nét đậm thôi. Còn cái chiều của ngòi bút là nó phải đi theo cái đường kẻ từ trên xuống, thì đó là cái cách lia bút nó mới đúng được. Còn nếu như mà các bạn để cái bút như thế này và các bạn viết là cái ngòi của mình nó đang bị nghiêng nè, và nó hướng theo cái hướng này, thì tí xíu nữa là cái ngòi của mình nó sẽ bị hư liền, hoặc nó sẽ bị chẹo cái cạnh phía bên tay phải á, nó không có ra mực, hoặc nó ra mực không đều. Đó, mình sử dụng cái bút ngòi lá tre cỡ lớn để các bạn dễ theo dõi. Còn cái bút ngòi lá tre cỡ nhỏ hoặc là bút ngòi mài ha, thì cũng tương tự như vậy. Trong cái quá trình viết cái ngòi bút, mình nhìn cái đường kẻ từ trên xuống là thẳng hay là nghiêng. Thẳng thì mình theo chiều thẳng, thẳng thì mình theo chiều thẳng. Còn nghiêng thì mình theo chiều nghiêng, nghiêng thì mình theo chiều nghiêng. Đó là cái cách lia bút đúng. Và khi mà các bạn có cái cách cầm bút, các bạn có cách lia bút đúng, thì có nghĩa là các bạn đã đạt được một cái nấc thang nhất định nào đó trong cái bộ môn luyện chữ rồi. Tại vì cái cách cầm bút và cái cách lia bút rất là ít bạn chú ý tới. Và nếu như không chú ý thì chúng ta sẽ rất khó viết được những cái con chữ đẹp sắc sảo nha cả nhà. Nhiều bạn lý luận rằng là cầm bút như thế nào cũng được mà, lia bút như thế nào cũng được mà, miễn sao ra chữ đẹp là được. Thì đúng rồi, nếu như mà các bạn viết ra chữ đẹp á, thì cầm như thế nào cũng được và lia như thế nào cũng được. Ngặt nổi là chúng ta đang bắt đầu, các bé hoặc là các bạn đang bắt đầu luyện chữ, thì mình phải học từ những cái bước đơn giản, cơ bản nhưng mà nó phải chuẩn chỉnh. Cũng giống như là mình học lái xe, ban đầu là mình phải học cách cầm tay lái làm sao nè, đạp thắng làm sao, vô số làm sao, để lái xe cho nó đúng và nó an toàn. Thì luyện chữ cũng giống như vậy, ban đầu thì mình học nó hơi cực, nó chuẩn chỉnh. Sau này mình viết tốt rồi thì mình muốn cầm sao cũng được, muốn lia sao cũng được, miễn con chữ nó ra đẹp là được, đúng không? Hy vọng là cái video này đã giúp ích được cho quý phụ huynh và các bạn trong cái bộ môn luyện chữ đẹp. Cũng giống như những cái video trước, vì YouTube rất là thích những cái video có nhiều like. Vì vậy nếu như quý phụ huynh và các bạn thích cái video của chú Cường thì hãy tặng cho chú Cường một like để nhiều người biết đến cái video của chú Cường, biết cái cách luyện chữ đẹp và hướng dẫn lại cho nhiều người khác luyện chữ đẹp nữa. Chú Cường cảm ơn rất là nhiều. Trong cái video này thì chú Cường xin khép lại và hẹn gặp cả nhà mình ở trong cái video tiếp theo nha. Các bạn có thể xem thêm nhiều video về luyện chữ hơn bằng cách tìm kiếm Luyện Chữ Đẹp cùng chú Cường trên YouTube.